không nhận mẹ nghèo. Alo, ai đấy? Đức à, Cảnh đi cà phê không? Mới quẹt hai em xinh lắm. Vậy sao? Hai em ở đâu ra đấy? Thì mới quen trên mạng, hôm nay hẹn gặp mặt, xinh lắm. Mày không đi chỉ có tiếc mà thôi. Thế có đi không? Đi chứ, gái xinh như thế, làm sao mà từ chối được. Hẹn ở đâu đấy, để tao ra. Quán cà phê phố, tao qua đón mày nha. Tiện qua nhà chơi luôn, quen nhau cả mấy năm mà vẫn chưa biết nhà cửa thế nào. Thôi khỏi, không cần phải qua đón tao đâu. Tao đang bên ngoài rồi, một tiếng nữa có mặt ở phố nha. Tao chuẩn bị rồi, ra đó luôn. Chết rồi, tiền không có, đi cà phê kiểu gì? Mà có hai em gái thế, không lẽ để thằng Quang trả tiền, thế thì mất mặt lắm. Không được, phải nghĩ cách gì để có tiền mới được. Mẹ chưa đi bán hàng hả? Sao giờ này mẹ còn ở nhà nữa? Sáng nay mẹ hơi mệt, giờ mẹ mới đi đây. Con dậy sớm vậy, hôm nay học chiều mà đúng không? Chuẩn bị đi đâu hả con? Con có việc nên... À, mẹ cho con 200 ngàn đóng học đi mẹ. Sao hả? Tiền gì? Học phí mới đóng tuần trước rồi mà con. Sao giờ lại xin nữa? Nhiều khoản lặt vặt lắm, mẹ biết sao được. Tiền xây dựng công đoàn gì gì ấy, hôm qua người ta mới báo thì con mới biết chứ. Mà con lại nộp chậm nhất lớp rồi. Mẹ có tiền thì đưa con luôn đi, không ngày mai đi học nó lại réo tên con trước toàn lớp thì xấu hổ lắm. Mẹ chỉ hỏi như vậy thôi, chứ con cần thì mẹ đưa cho mà. Đây nè, con cầm lấy đi. Mẹ hết sạch tiền rồi, hôm sau có khoản gì nộp nữa là mẹ không có đâu nha. Con biết mẹ còn tiền mà, mẹ chỉ nói vậy thôi. Thôi con đi đây, không lại muộn mất giờ. Con chào mẹ nha. Nè Đức, ở đây nè. Xin lỗi mấy bạn nha, kẹt xe nên đến hơi trễ. Các bạn ngồi lâu chưa? Nói chuyện được nhiều chưa? Mình có để lỡ chuyện gì thú vị không đấy? Bọn tao cũng vừa tới mà, có gì đâu. Vẫn chưa nói chuyện được nhiều. Thú vị thì phải chờ mày tới mới có chứ, phải không các em? Anh Quang nói đúng rồi đó, bọn em cũng vừa mới đến thôi à. Vẫn chờ anh đến đó ạ. Đủ 4 người thì cuộc nói chuyện mới bắt đầu được chứ. Các em nói chuyện dễ thương ghê. Bảo sao thằng Quang nó cứ khen mãi. Đúng là đã xinh lại còn khéo. Bọn anh thật vinh dự khi được làm quen với các em. Anh Đức đúng là vừa đẹp trai vừa nói chuyện hay mà. Hai cô còn nhìn thấy tôi không đấy? Sao chỉ khen mỗi thằng Đức mà không khen tôi? Làm thế là tôi tự ái đấy nha. Tôi không hài lòng đâu. Trời ơi, cái thằng này kém miếng khó chịu à. Chứ sao nữa, tao quen mấy em trước mày mà. Biết thế tao không gọi mày ra nữa. Mày đã chiếm hết spotlight còn gì. Hai anh cũng vui tính thật đó. Nói chuyện với các anh vui ghê à. Thì vui là chính mà em. Nhưng các em nói thật đi, anh với nó ai nói chuyện hay hơn nào? Mày cứ làm khó hai em ấy thế. Biết thừa câu trả lời rồi còn gì. Các em nói đi, đừng sợ, anh không giận đâu mà. Hai anh đều vui tính hết, nói chuyện vui như nhau hả? Nói thế nghe còn tạm được. Muộn rồi, đến giờ bọn em phải về rồi đó. Hẹn hai anh khi khác nha. Hôm nay bọn em vui lắm, cười không nhặt được mồm luôn. Lâu lắm rồi bọn em mới được nói chuyện thoải mái như thế này á. Rất vui được nói chuyện với hai em. Hai em cũng rất dễ thương. Hy vọng là sớm được gặp lại hai em. Tính tiền em ơi. Dạ, của anh hết 130 ngàn ạ. Để tao trả cho. Khỏi cần trả lại em nha. Anh ga lăng quá. Đúng là đã đẹp trai, nói chuyện lại khéo, còn ga lăng thế này thì khối cô chết anh ạ. Có gì đâu em, chuyện nhỏ ấy mà. Làm gì có cô nào chết đâu. Đến giờ anh vẫn còn đang ế đây này. Em có ai thì giới thiệu cho anh với. Anh cứ đùa hoài à. Người như anh thiếu gì cô theo đuổi. Chắc anh lại khiêm tốn tí thôi phải không? Anh làm chứng, nó nói thật đó. Nó chưa có người yêu đâu. Một trong hai em nào mà ưng nó thì cứ mạnh dạn lên tiếng, không phải ngại đâu. Trời ơi, cái thằng này, mày nói thế làm hai em ngại đấy. Lần sau lại không đi với bọn mình nữa bây giờ. Xin lỗi hai em nha,
anh được cái thu nhưng mà thật, hai em không để bụng chứ. Không có sao đâu mà anh, chúng em thoải mái lắm. Hy vọng là sau này lại gặp được hai anh nha. Bọn em về trước à. Hồi nãy mày đi cái gì tới đây vậy? Có cần tao đưa về không? Không cần đâu, tao đi taxi được rồi. Bắt mày đưa đón lại phiền ra. Ai chà, cái thằng này sang nha. Sinh viên mà lắm tiền vậy. Đi hẳn taxi cơ à. Lúc nãy trả tiền nước, còn bo cho em nhân viên 70 ngàn nữa chứ. Sao mày lắm tiền vậy? Chỉ là vài đồng lẻ thôi, có gì đâu. Thôi mày về đi, tao bắt taxi đi sao cũng được. Để tao đứng đây đợi taxi của mày, khi nào xe đến thì tao về cũng được mà. Thôi thôi cứ về trước đi, đợi taxi lại lâu. Tao có phải trẻ con đâu mà cần người đợi cùng. Thế thôi, tao về trước nha. Bên kia có chuyện gì thế chị? Sao mọi người lại xúm đông vào thế kia? À, vừa rồi có một thằng đi xe máy tông phải bà bán xôi rồi chạy mất á. Khổ, ngày kiếm được có mấy đồng bạc mà đổ hết nồi xôi à. May là người không bị thương gì á. Nhưng mà chắc bà ấy có vẻ mệt cho nên đang ngồi ở vỉa hè bên kia kìa. Mọi người xúm lại hỏi thăm thôi. Người đâu mà thất đức, xô người ta còn bỏ chạy sao? Không biết có được học hành gì không nữa. Đi mày, thử ra đó xem sao coi. Quang cùng Đức tiến lại đám đông. Trên vỉa hè bên cạnh, lửa sôi đổ vương vãi. Một người phụ nữ gầy gò mặc chiếc áo nâu sờn, đầu đội nón lụp sụp đang ngồi thần mặt ra. Xung quanh là một vài người đang hỏi thăm. Khi đến gần người phụ nữ đó, Đức bỗng sững người lại. Thì ra người phụ nữ đó chính là mẹ của Đức. Đức tỏ ra bối rối, anh liền kéo tay Quang đi ra khỏi đám đông. Trở đi thôi, có cái gì mà xem đâu. Đức, Đức à, mẹ đây mà con đi đâu vậy? Đó là mẹ mày à, bảy đang gọi mày kìa. Con trai mà không nhận ra mẹ hả? Lạ thật à. Còn với cái, đúng là đồ tôi, con không ra đỡ mẹ mày dậy đi. Đứng ì ra làm gì? Mày có nghe thấy mẹ mày gọi không? Thấy Quang vội vã chạy đến đỡ mẹ của mình dậy, Đức vô cùng ngạc nhiên. Trần bác không sao chứ? Bác có bị thương không ạ? Để cháu đưa bác về nha. Cháu là bạn của Đức ạ. Bác cảm ơn cháu. Bác không sao cả. Chỉ tiếc có nồi xôi của bác. Đổ hết như vậy thì còn bán được cho ai nữa. Mà cái đứa xô vào bắt nó lại chảy mất rồi. Chẳng có ai đền cho bác nồi xôi này cả. Tối nay nhà của bác lại không có cơm ăn nữa rồi. Thì ra hoàn cảnh nhà mày khó khăn đến thế. Tại sao lúc nào mày cũng giấu giếm rồi tỏ ra là người có tiền vậy? Mày làm thế để làm gì chứ? Vừa mới sáng nay mày còn tỏ ra hào phóng, trả 200 ngàn tiền cà phê còn bo cho nhân viên nữa, trong khi mẹ mày phải bán xôi để kiếm từng đồng. Tao không hiểu mày nghĩ gì nữa. Mày sĩ diện với ai chứ? Tao... Thì ra con nói dối mẹ. 200 ngàn đó không phải để nộp học sao hả con? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã nói dối mẹ là xin tiền nộp học. Con... Thôi con, mẹ hiểu rồi. Cũng tại mẹ, mẹ không lo được cho con bằng bạn bằng bè, để con phải chịu thua thiệt. Nhưng mà mẹ đã cố hết sức để con được học hành tử tế. Con hãy cố gắng phấn đấu để nhà ta không còn cảnh này nữa nha con. Đừng để mẹ thêm đau lòng nữa. Mẹ, con xin lỗi. Con hứa sẽ không làm gì khiến mẹ buồn nữa đâu. Con sai rồi mẹ ơi. Từ lâu con vẫn trốn trong cái vỏ bọc bao nhiêu lớp để che giấu đi hoàn cảnh thực sự của gia đình mình. Con sợ bạn bè cười chê, con sợ bạn bè coi khinh nên mới làm như thế. Con đã sai khi con nghĩ đến cảm xúc của mẹ, con nghĩ đến những nỗi vất vả mà mẹ đã trải qua. Con thật là ích kỷ. Mày sai rồi Đức ạ. Nếu mày nghĩ tao chơi với mày á chỉ vì nghĩ mày giàu có, mày có nhiều tiền thì mày sai rồi. Chúng ta chỉ cười chê mày khi mày bất hiếu với cha mẹ, chứ không bao giờ cười chê hoàn cảnh khó khăn của mày đâu. Chính mày đã tự tạo nên cái vỏ bọc ấy rồi làm khổ mình, khổ cả mẹ mày nữa. Hãy sống thật với chính con người của mình, sống thật với lương tâm của mình thì ai cũng tôn trọng thôi.
Mày đúng là một người bạn tốt, Quang à. Nhờ của mày mà tao đã hiểu ra rồi. Tao hứa từ nay sẽ thay đổi, sẽ không sống như này nữa. Cảm ơn mày. Con hiểu được như vậy là mẹ mừng lắm rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.